Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của You Speak English. Mình là Nguyên. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng thuộc chủ đề đó là các món đồ uống ở trong tiếng Anh. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách gọi tên của các cái loại nước uống ở trong tiếng Anh là như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ tập đặt câu với những từ vựng này để giúp cho các bạn có thể ghi nhớ được từ vựng tốt hơn, cũng như là biết được cách sử dụng của từ vựng ở trong câu, trong ngữ cảnh là như thế nào nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào học nhé. Từ đầu tiên, water. Water, water, nước, nước uống, nước lọc, water. Từ này rất đơn giản đúng không nào? Mình lấy ví dụ, I'm thirsty, can I have a glass of water please? Tôi đang khát, có thể cho tôi một ly nước được không? I'm thirsty, can I have a glass of water please? I'm thirsty, can I have a glass of water please? Ok, từ số 2, coffee, coffee. Coffee là cà phê. Ví dụ nha, I start my day with a cup of coffee. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê. I start my day with a cup of coffee. I start my day with a cup of coffee. I start my day with a cup of coffee. Start my day là bắt đầu một ngày mới. Và a cup of coffee là một tách cà phê, hay còn được gọi là một ly cà phê. I start my day with a cup of coffee. Yes. Từ số 3, tea là trà. Tea, tea, tea. Mình lấy ví dụ nha. Would you like some hot tea to warm up on this cold day? Would you like some hot tea to warm up on this cold day? Bạn có muốn một ít trà nóng để làm ấm cơ thể trong ngày lạnh này không? Hot tea ở đây tức là trà nóng. Warm up là làm ấm cơ thể. Và on this cold day tức là trong ngày lạnh như thế này. Would you like some hot tea to warm up on this cold day? Would you like some hot tea to warm up on this cold day? Ok, từ số 4 nha các bạn. Soda, soda, nước ngọt, soda. Mình lấy ví dụ, I prefer soda over juice with my meal. I prefer soda over juice with my meal. Tôi thích nước ngọt hơn là nước trái cây khi mà ăn. Prefer là thích nè. Và juice ở đây có nghĩa là nước trái cây. Meal là bữa ăn. I prefer soda over juice with my meal. I prefer soda over juice with my meal. Tôi thích nước ngọt hơn là trái cây khi mà ăn. Từ số 5, juice, nước trái cây. Juice, juice. Mình lấy ví dụ, orange juice is great source of vitamin C. Nước cam là nguồn cung cấp vitamin C rất là tốt. Orange juice là nước cam. Great source, một cái nguồn rất là tuyệt vời. Vitamin C là vitamin C đó các bạn. Mình nói lại câu này nhé. Orange juice is a great source of vitamin C. Orange juice is a great source of vitamin C. Orange juice is a great source of vitamin C. Từ số 6, milk, sữa, milk, milk. Ví dụ, children should drink milk for strong bones. Trẻ em thì nên uống sữa để có xương chắc khỏe. Children là trẻ em và strong bones là xương chắc khỏe. Mình nói lại câu này. Children should drink milk for strong bones. Children should drink milk for strong bones. Children should drink milk for strong bones. Từ số 7 nha. Lemonade. Lemonade, nước chanh. Lemonade. Mình lấy ví dụ, lemonade is a refreshing summer drink. Lemonade is a refreshing summer drink. Nước chanh là một loại đồ uống thơm mát cho mùa hè. Ok, cái cụm đó là refreshing summer drink, đó là một loại đồ uống thơm mát và sảng khoái cho mùa hè. Lemonade is a refreshing summer drink. Lemonade is a refreshing summer drink. Rồi, từ số 8, iced tea,
Iced tea, trà lạnh. Iced tea, iced tea. I love sipping iced tea on a hot day. I love sipping iced tea on a hot day. Tôi thích uống một ngụm trà lạnh vào một ngày nóng. Sipping iced tea ở đây tức là mình nhấm nháp, mình gọi là mình uống một cái ngụm trà. Ok, sipping iced tea là uống một ngụm trà, trà lạnh. On a hot cold day là vào một ngày nóng bức. I love sipping iced tea on a hot day. I love sipping iced tea on a hot day. Rồi, từ số 9 nha các bạn. Hot chocolate, sô-cô-la nóng. Hot chocolate, hot chocolate, hot chocolate. Ví dụ, there's nothing like a cup of hot chocolate on a chilling evening. Không có gì bằng một ly sô-cô-la nóng vào một buổi tối lạnh cả. There's nothing like a cup of hot chocolate on a chilling evening. Ok, a cup of hot chocolate tức là một ly sô-cô-la nóng. Và on a chilly evening, chilly evening là một buổi tối lạnh. Mình nói lại câu này. There's nothing like a cup of hot chocolate on a chilly evening. There's nothing like a cup of hot chocolate on a chilly evening. There's nothing like a cup of hot chocolate on a chilly evening. Từ số 10, soft drinks, đồ uống có ga, soft drinks. Ví dụ, soft drinks are often high in sugar and calories. Đồ uống có ga thì thường nhiều đường và calorie. Sugar là đường nè các bạn, calories là hàm lượng calo. Soft drinks are often high in sugar and calories. Soft drinks are often high in sugar and calories. Từ số 11, energy drink, đồ uống có năng lượng. Energy drink, energy drink. Mình lấy ví dụ, some people rely on energy drinks to stay awake during long drives. Một số người thì phụ thuộc vào đồ uống năng lượng để giúp tỉnh táo trong khi là lái xe trên một cái chặng đường dài. Rely on là phụ thuộc vào. Và stay awake tức là giữ cho cơ thể của mình ở trạng thái tỉnh táo. Và long drive tức là một cái chặng lái xe rất là dài. Some people rely on energy drinks to stay awake during long drives. Some people rely on energy drinks to stay awake during long drives. Từ số 12, herbal tea. Herbal tea là trà thảo dược. Mình lấy ví dụ nha. Lotus tea is a soothing herbal tea that helps with sleep. Trà sen là một loại trà thảo dược rất là dịu nhẹ giúp cho giấc ngủ ngon. Lotus tea ở đây là trà sen. Và soothing herbal tea là một cái loại trà thảo dược rất là dịu nhẹ và helps with sleep tức là giúp cho giấc ngủ ngon. Lotus tea is a soothing herbal tea that helps with sleep. Lotus tea is a soothing herbal tea that helps with sleep. Lotus tea is a soothing herbal tea that helps with sleep. Từ số 13, coconut water. Coconut water, nước dừa. Coconut water, coconut water. Mình lấy ví dụ, after a workout I like to rehydrate with coconut water. Sau khi tập thể dục thì tôi thích bù nước với nước dừa. Workout ở đây là tập thể dục nha các bạn. Rehydrate tức là bù nước, bù đi lại cái lượng nước mà mình đã bị mất trong lúc tập thể dục. Mình nói lại câu này. After workout, I like to rehydrate with coconut water. After workout, I like to rehydrate with coconut water. After workout, I like to rehydrate with coconut water. Ok. Rồi, từ số 14. Alcoholic beverages. Đồ uống có cồn.
Alcoholic beverages. Alcoholic beverages. Mình lấy ví dụ. It's important to drink alcoholic beverages responsibly. Việc uống đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm thì rất là quan trọng. It's important to do something có nghĩa là rất quan trọng để làm cái việc gì đó. Và drink alcoholic beverages, uống đồ uống có cồn, responsibly là trạng từ, nó có nghĩa là một cách có trách nhiệm. Việc uống đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm rất là quan trọng. Tức là câu này có nghĩa là việc mình uống đồ uống có cồn thì mình phải có trách nhiệm, đó là mình không được lái xe hoặc là làm những cái việc mà nó trái với pháp luật. Mình cần phải biết kiểm soát khi mà mình uống đồ uống có cồn. Mình nói lại câu này. It's important to drink alcoholic beverages responsibly. It's important to drink alcoholic beverages responsibly. It's important to drink alcoholic beverages responsibly. Từ số 15, beer. Beer. Từ này chắc ai cũng biết đúng không nào? Đó là beer. Beer Heineken, beer Sài Gòn, beer ba ba ba. Beer. 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 Mình lấy ví dụ. Many people enjoy having a cold beer on a hot summer day. Nhiều người thì thích thưởng thức một lon bia lạnh vào một ngày hè nóng. Enjoy having a cold beer, tức là thích uống bia, thích uống một lon bia. Và on a hot summer day, vào một ngày nắng nóng vào mùa hè. Many people enjoy having a cold beer on a hot summer day. Many people enjoy having a cold beer on a hot summer day. Từ số 16, wine là rượu, hay còn được gọi là rượu vang. Wine, wine, wine. Mình lấy ví dụ. Red wine pairs well with steak and other red meats. Rượu vang đỏ kết hợp tốt với thịt bò và các loại thịt đỏ khác. Tức là khi mình uống rượu vang thì mình ăn thịt bò hoặc là thịt đỏ rất là ngon. Yes, pairs well with, tức là kết hợp, một sự kết hợp rất là tốt với steak. Steak ở đây là thịt bò nè, thịt bò tảng á các bạn. Và red meats là các loại thịt bò, thịt đỏ. Mình nói lại câu này. Red wine pairs well with steak and other red meats. Red wine pairs well with steak and other red meats. Red wine pairs well with steak and other red meats. Rồi, từ số 17 nha. Champagne, rượu sâm banh. Champagne, champagne. Ok, mình lấy ví dụ. People often toast with champagne to celebrate special occasions. People often toast with champagne to celebrate special occasions. Người ta thường nâng ly rượu sâm banh lên để chúc mừng các dịp đặc biệt. Ok, cái cụm đó là toast with a champagne, tức là nâng rượu sâm banh lên. Ok, và celebrate là chúc mừng nè, tổ chức để chúc mừng cái gì đó. Và special occasion là dịp đặc biệt. People often toast with champagne to celebrate special occasions. People often toast with champagne to celebrate special occasions. Ok, từ cuối cùng, smoothie. Smoothie là sinh tố. Smoothie, smoothie. Mình lấy ví dụ. A banana and strawberry smoothie is a healthy and tasty breakfast option. Sinh tố chuối và dâu là một sự lựa chọn điểm tâm ngon và bổ dưỡng. Banana là chuối nè, strawberry là dâu. The healthy, the tasty, healthy and tasty tức là vừa ngon mà vừa bổ dưỡng. Ok, breakfast là bữa ăn sáng nè các bạn. Và option tức là sự lựa chọn. A banana and strawberry smoothie is a healthy and tasty breakfast option. A banana and strawberry smoothie is a healthy and tasty breakfast option. A banana and strawberry smoothie is a healthy and tasty breakfast option. Ok, vậy thì đó là tất cả những cái từ vựng về các loại đồ uống ở trong tiếng Anh và các câu ví dụ đi kèm.
Nếu các bạn thích học những video như thế này thì hãy để lại bình luận ở dưới phần bình luận bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn thích học qua video và thích xem những video của You Speak English thì các bạn hãy nhớ follow kênh của tụi mình và bấm follow, bấm subscribe đặc biệt và bấm vào cái nút chuông để mỗi lần có video nó sẽ hiện thông báo về cho các bạn và các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ video nào từ You Speak English. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye and see you!